Mới đây, Bộ Công Thương đã có đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần. Trước câu hỏi về tính khả thi của đề xuất này, cũng như có khả năng gây ra sự xáo trộn hoang mang cho người dân hay không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có những chia sẻ rõ ràng, cũng như cho biết Bộ Công Thương đề xuất thực hiện cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ theo hai giai đoạn. Vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã đưa ra cái dự thảo để lấy ý kiến sửa đổi cơ chế điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện. Theo đó thì cho phép EVN có thẩm quyền điều chỉnh dưới 5% và rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện là 3 tháng một lần. Thì phóng viên hỏi là cái cơ sở của đề xuất là gì? Thứ hai là cái tính khả thi của cái đề xuất này. Thì trước hết là liên quan đến cơ sở của đề xuất thì về cái thẩm quyền điều chỉnh giá thì theo cái quyết định số 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định là EVN có thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở dưới 5%, cụ thể là từ 3% đến dưới 5%. Và cái quy định này thì nhằm đảm bảo cái mức độ tự quyết của doanh nghiệp trong khung giá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ý thứ hai là về cái chu kỳ điều chỉnh giá điện thì do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới thì giá nhiên liệu thế giới tăng cao từ cuối quý 1 của năm 2022. Chi phí nhiên liệu mà Việt Nam phải nhập khẩu để sản xuất điện cũng tăng theo giá thế giới, làm chi phí mua điện của EVN tăng cao, ảnh hưởng đến cân đối tài chính và dòng tiền của EVN. EVN đã đề xuất điều chỉnh tăng giá điện các năm 2022 rồi 2023 để đảm bảo có dòng tiền thanh toán việc mua điện từ các nhà máy điện để hỗ trợ cải thiện tình hình tài chính cho EVN. Và với cái biến động cái thông số đầu vào chủ yếu ở đây là giá nhiên liệu, kết quả tính toán cho thấy là giá điện cần điều chỉnh tăng đấy, và ở cái mức là tương đối cao để đảm bảo cân đối tài chính và dòng tiền cho EVN. Trong cái quá trình xem xét đề xuất điều chỉnh giá điện của EVN các năm 2022 và 2023 thì Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến là cái việc cần phải nghiên cứu điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước cho phù hợp, tránh cái việc điều hành giật cục. Và trên cơ sở nghiên cứu sửa đổi quyết định 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ để tránh gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ cũng như là của Thủ tướng Chính phủ thì trên cơ sở đề xuất của EVN thì Bộ Công Thương đã nghiên cứu và trong đó thì cái dự thảo là quy định rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện xuống còn 3 tháng một lần. Và việc này thì cũng phù hợp với cái quy định hiện nay thôi, ở tại quyết định 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định là EVN phải báo cáo tính toán giá điện cập nhật hàng quý. Đây là cái quy định mà như vậy nó hoàn toàn phù hợp với cái quy định này. Tuy nhiên, như chúng ta cũng đã biết từ trước đến nay, mỗi khi điều chỉnh giá điện là do giá điện là mặt hàng quan trọng, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân và các chi tiêu kinh tế vĩ mô, nên việc thực hiện điều chỉnh giá điện và với mức độ này rồi thời điểm điều chỉnh thì cần thiết là phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo việc điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị và kinh tế xã hội.